Mà mỗi lần chúng ta nhớ nghĩ Đức Phật là chúng ta có được một chút công đức. Một chút cái niệm kính ngưỡng Phật cũng sanh công đức, phước đức cho chính mình. Cho nên Đức Phật nói, ở trong kinh Đức Phật nói có một câu là gì? Này các tỳ kheo, nếu có chúng sanh nào thương mến ta thì chúng sanh đó đủ phước để có thể sanh về cõi trời. Nhưng rõ ràng đó là cái điều mà chứng minh ở đây cũng có thể nói lại, để nói lại cái câu nói này. Để chúng ta chỉ cần là thể hiện trọn lòng thương quý Đức Phật. Thế bây giờ sẽ cảm giác cái gì? Cái điều đầu tiên ấy, khi mà chúng ta thương quý một bậc giác ngộ ha, là chúng ta có một cái cảm nhận sự bình yên liền đó. Thương quý thiệt. Cho nên nếu mà chúng ta dành trọn con tim mình dâng lên Đức Phật rồi, là gần như cuộc đời chúng ta kiếm sự bất an hơi bị khó. Khó có cái chuyện bất an lắm. Thật ra lúc nào chúng ta bất an là lúc đó chúng ta làm sao? Không có nhớ Phật, tức là không có niệm Phật. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ, đúng không? Mà chúng ta nhớ nghĩ Đức Phật tức là chúng ta đang nhớ nghĩ tới cái giác ngộ giải thoát, nhớ nghĩ tới sự an lạc, nhớ nghĩ tới sự thanh tịnh. Lúc nào tâm mình an lạc, lúc nào tâm mình thanh tịnh, tức là lúc đó chúng ta đang niệm Phật, tức ta đang nhớ nghĩ Phật. Mà khi nhớ nghĩ Đức Phật tới mức độ gọi là nhập tâm hoàn toàn, nhập tâm hoàn toàn, không có chuyện khác nữa, không có điều gì để cho chúng ta có thể nhớ nghĩ được, có nghĩa là lúc đó chúng ta đạt tới cái nhất niệm nhất tâm rồi. Thật ra đạt tới cái nhất niệm nhất tâm theo cái nghĩa đúng của đạo Phật nó khác lắm, nó khác rất là khác. Cho nên ít lắm thì chúng ta cũng phải hiểu được một cái điều, một cái điều mà rất là dễ làm cho mình ngay tại đây là gì? Một niệm kính ngưỡng Đức Phật thôi. Phát cái lòng kính ngưỡng Đức Phật một cách rất là sâu xa ở trong tâm khảm của chính mình. Để chi? Để bòn phước. Đối với chúng tôi đây là một cái chuyện bòn phước mà dễ bòn nhất. Nói bòn chứ phải nói là phải dung đắp cái phước lành cho chính mình. Cần cái điều này xảy ra nơi thâm tâm của chúng ta. Tất cả chúng ta nếu mà có mặt trong cuộc đời này, chúng ta chưa biết cái pháp gì để tu, như là chưa biết tu gì hết đó. Nhưng tự nhiên chúng ta đi chùa, và mới đi chùa lần đầu tiên thôi, sâu xa trong lòng mình thương, mình quý Đức Phật lạ thường lắm. Mình nghĩ Đức Phật là một cái người thân thiết gì gì đó trong cái đời này và mãi mãi nhân kiếp rồi sao, mình không có cách nào mình lìa khỏi Đức Phật được hết đó. Ai một lần như vậy cảm nhận trong đời này, dù sanh tử vô lượng kiếp đi nữa, Đức Phật với mình nó không có xa cách được. Không có làm sao để mình có thể xa cách Đức Phật. Ra cái lòng tôn quý tự động đạt tới mức độ cực đỉnh đó rồi thì mình y như trúng số. Dù là một lần đi chùa đầu tiên mà mình đủ cái tâm kính ngưỡng đó thôi, thì chúng ta sẽ thấy mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc đời của mình. Nhưng ta không có được cái điều này thì rõ ràng là cái việc đi chùa chúng ta rất là hoang phí. Phải dùng cái từ là chúng ta hoang phí cả đời của mình, chứ không phải là một giờ đâu. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là khi hướng đến bậc giác ngộ, từ nãy giờ chúng ta thấy là nhận được cái gì của Đức Phật, và muốn nhận được cái gì từ cái lòng từ, cũng như từ cái trí tuệ, cũng như cái hạnh, cái đức của Đức Phật thể hiện trong cái đời sống của chúng ta. Qua cái đời sống chúng ta được yên hay là không yên khi mà chúng ta đang thực hiện giáo pháp của Ngài. Tất cả chúng ta gần như là những người đang thực hiện giáo pháp của Đức Phật, không? Đi theo con đường giác ngộ giải thoát Đức Phật, chúng ta đang tu tập theo Đức Phật. Nhưng bây giờ hỏi lại tu lâu nay có yên không? Nói dạ không thầy, không biết sao con loạn tưởng quá. Ngồi thiền lúc nào nó cũng loạn tâm, loạn tưởng hết đó. Giờ hỏi thật là một câu là thương quý Đức Phật không? Suy nghĩ nó cũng nghe nói đâu đồn đồn quá, thương quý Đức Phật có phước, nhưng không biết sao tôi thương không nổi. Thương tiền nó nhiều hơn, thương cái gì đó nhiều hơn, nhưng thương Phật không có nhiều. Thật ra cái vị trí Đức Phật ở nơi tâm của mình nên cân đo đong đếm lại đi. Thật lòng mà cân đo đong đếm lại, mình để Đức Phật được bao nhiêu ở trong lòng của mình? Không có nhiều, đúng không? Người nhớ thì hỏi về nhà tu làm sao, nó dạ con cũng ráng sắp xếp dữ lắm thầy ơi, nhưng mà không có thời gian tu. Tội ghê vậy đó, người bận rộn dễ sợ không? Không có thời gian tu. Trả lời câu vậy mà biết mình thương Phật bằng thương cái gì biết liền à.
Về mình cũng khuyên nha, Phật tử cũng gán về tinh tấn tu hành để cho nó được yên ổn, được thanh tịnh, không có thời gian thiệt cái này, bận rộn lắm luôn vậy đó. Thì rõ ràng là mình dành cho Phật trong cái quãng đời mà mình còn đang sống là không có nhiều, đúng không? Không có nhiều. Mà cái người mà mình nói là mình thương, mình quý mà mình không có dành hết cái cuộc đời mình cho cái người mình thương, mình quý thì rõ ràng là mình không nói thật, không nói thật. Mà không nói thật là Phật biết à, chứ không phải tôi biết đâu nha. Phật biết, các vị Bồ Tát biết. Cho nên mình, Phật đâu có cho mình cái khoảnh khắc mình yên được. Phật không có dàn trải cái đời sống mình yên còn lại cho mình để mình sống trong cái môi trường yên bình. Nói cho nên là ai mà cảm giác rằng cuộc đời mình không biết mai mốt bây giờ thì đang ở một chùa vậy chứ không biết mai mốt ra làm sao. Có suy nghĩ đó không? Nói bây giờ mình cảm giác mình yên yên, không biết một chút nữa ra làm sao á. Đời mình còn lại không biết làm sao á, cứ băng phăng về cái ngày mai của mình thôi là biết rằng cái gì. Mình không có tự tin với cái ý niệm thương quý Phật của mình. Tại vì mình thương Phật rồi, mình biết chắc rằng từ đây mãi mãi những kiếp về sau tôi được sống trong cái dòng yêu thương, cái lòng từ Đức Phật, sống trong ngôi nhà chánh pháp là chắc chắn tôi không bao giờ bị bất an. Thương Đức Phật mà đủ tới chừng đó thì đủ cái tự tin này liền. Nhưng bây giờ ai chắc không? Trong số chúng ta đây ai chắc là mình tin chắc chắn rằng trong đời này thôi, chưa nói đời sau, là tôi sẽ được sống bình yên không? Nói ai đó, lắc đầu hết rồi. Lắc đầu hết. Có nghĩa là cái thương quý của mình đó, Đức Phật nó chưa có tận cái nguồn. Để mình không có bảo kê được là cái tình của mình, cái tâm của mình, cái lòng của mình đang hướng Đức Phật là một cái gì nó chắc chắn không bao giờ lay động. Nói này để mình phải nghiệm lại. Ở đây không phải nói là cái chuyện trên cao trên trời nữa, mà phải nói cái chuyện thực tại lòng của mình. Một người khi mà họ đã đủ cái lòng thương kính Đức Phật rồi nha, thì quý vị sẽ thấy cái tự tin của họ về đời sống á, ghê gớm lắm. Không bao giờ thay đổi được đâu. Họ tin chắc rằng họ được sống bình yên trong vòng tay của Đức Phật á. Chắc chắn điều này không bao giờ bị thay đổi. Bây giờ họ gần như là đã hòa nhập trong cái cảnh giới siêu Phật để họ được hưởng cái đó, là họ tin chắc điều đó sẽ xảy ra. Chứ không phải hiểu, nó không phải là tưởng tượng đâu. Đây nó vượt ngoài cái sự hiểu và tưởng tượng. Nó vượt ngoài cái niềm tin. Thì rõ ràng là mình không có còn một cái chuyện khác để có thể nhớ, để có thể nghĩ tưởng nữa. Tại vì nó niệm Phật là không có còn chuyện khác để nhớ mà. Đó, toàn tâm, toàn ý hướng về Đức Phật. Không hề có bất kỳ một cái gì có thể làm thay đổi được đời sống của mình khi mình đang hướng Phật. Dù mình làm cái gì, mình ăn cái gì, mình nói cái gì, mình sinh hoạt cái gì nữa, thì cái tâm mà nhớ đến Đức Phật của mình không bao giờ bị thay đổi. Một khoảnh khắc nào trong đời này mà mình quên Phật thì khoảnh khắc đó là mình tự rước lấy sự bất an cho cuộc đời của chính mình. Hoặc là ai cảm nhận rằng tôi đang bị bất an quá thì giờ đó, phút giây đó biết rằng mình xô Phật ra. Phải dùng cái từ như vậy đó. Mình không có để Phật trong tâm của mình để mình phải nhận được cái sự bất an. Thật ra nếu là Đức Phật xuất hiện ở đâu là chỗ đó được bình yên. Thì vậy là Đức Phật xuất hiện nơi tâm của mình là mình sẽ được bình yên, được an lạc. Điều này mình tin không? Không tin không được. Đó là một cái điều mà không phải một Đức Phật nói đâu, hằng hà sa số Đức Phật đều nói. Cho nên Đức Phật nói là mình thương, mình quý Đức Phật là đủ phước sanh về cõi trời là vậy. Tại vì khi mà chúng ta thương quý Đức Phật cho nó tận nguồn tâm của mình rồi á, thì mình liền nhận được cái từ bi, cái trí tuệ, những cái hạnh sống cao đẹp của Đức Phật liền. Những cái thánh thiện tự động nó rớt vào tâm mình để nó chuyển hóa toàn bộ cái đời sống của mình. Tại vì mình thân, mình thương, thân thiện với một cái người mà được giác ngộ giải thoát thì mình không có thể là người thường được. Nhưng bây giờ mình không làm thân được, không có chơi thân được. Hỏi làm sao hai người thấy sống chung hoài mà không thân? Thôi tôi người đó không hợp, đúng không? Mình không hợp cho nên mình không thân. Thật ra mình muốn thân với Đức Phật mà mình thân không được, có nghĩa là mình không hợp với Đức Phật. Không hợp với đời sống thanh tịnh Đức Phật. Mình hợp với cái nghiệp của mình, cái sự bất an của mình, chứ mình đâu có hợp với đời sống thanh tịnh Đức Phật đâu thân. Do đó nếu mà chúng ta cảm nhận được mình là cái người mà thân thực sự, gần như là cuộc đời này không ai có thể thân Đức Phật bằng mình luôn á,
Vậy là tất cả những cái gì mà rất thánh thiện của Đức Phật là mình đã cảm nhận được, tất cả những thanh tịnh Đức Phật mình cảm nhận được, tất cả những cái sự giác ngộ Đức Phật mình có nơi tâm của mình, để mình thấy biết đúng cái chánh pháp mà không bị lầm lẫn trong cái thấy nghe hay biết của mình. Lúc nào tâm mình cũng yên ổn, an lạc, thanh tịnh thì mình rõ ràng là mình với Đức Phật không còn hai trong cảnh giới sống nữa. Thì lúc đó thân thiệt rồi đó, họ hết đường chạy rồi. Nhưng mình là không được như vậy. Tức là không hợp với mình, đúng không? Bây giờ mình theo, mình học Phật, mình tu Phật mà mình sâu trong lòng mình không có hợp với những hạnh sống của Đức Phật thì sao? Kẹt rồi nha. Hơi bị khó xử. Khó xử, nó cảm giác bất an. Không biết ngày mai này mình như thế nào. Trong khi á, mình tu Phật là mình hướng tới cái gì? Hướng tới cái sự bình an, đúng không? Nhưng mà cũng vẫn phải ngồi chờ cái sự bất an xảy ra. Tại vì tôi nghiệp chướng nặng nề lắm thầy ơi. Thế vậy chứ tôi sống không có yên. Tôi muốn tu lắm nhưng mà quỷ nó phá riết hả? Không biết ai phá mình. Thật sự quỷ ở đâu không thấy, nhưng mà thấy tự mình khuấy động mình thì có. Mình khuấy mình thì nhiều hơn là quỷ khuấy. Nói thừa riết là tôi không biết sao tôi bất an. Cũng tại cái người này nè, thì hôm tôi không được nè. Tại cái người kia mà tôi sống chùa không yên nè. Tại cái hoàn cảnh này mà tôi khó tu nè. Cũng tại với bị không à. Không bao giờ mà nhận lấy trách nhiệm là chính mình hết. Thì cho nên được sống mình rất là khó cái lập lại cái thế cân bằng với chính bản thân mình. Muốn cân bằng đời sống mình lại là đừng có đổ thừa trước cái đấy. Tất cả những trách nhiệm đều do mình, trong đời này hoặc là những đời khác mình đã làm rồi. Bây giờ mình trầm tĩnh, mình thấy biết tất cả những cái nghiệp, những cái đời sống hiện hữu trong cái đời sống này, chúng ta phải tìm cái cách nào đó để chúng ta cân bằng trở lại. Cho nên là nếu mà một cái người nào mà nhận được cái trách nhiệm là chính mình rồi ha, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều điều hay cho đời sống mình ghê gớm luôn. Chúng ta sẽ tự điều chỉnh mình trong tất cả những hành động, những suy nghĩ của mình lại thì đời sống mình sẽ cân bằng ha. Chúng ta đang bị bất an là rõ ràng chúng ta đi không đúng con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Chúng ta nên xác định một cái điều rõ ràng như vậy. Để chi? Để cho mình phải sắp xếp đời sống mình bình yên trở lại. Muốn bình an trở lại thì chúng ta phải xây dựng lại cái định hướng tu tập của mình, tạo một cái nền tảng sống thực sự an lạc thanh tịnh cho mình ngay tại đây liền. Ngay tại đây chúng ta phải đặt cái nền móng an lạc thanh tịnh liền cho mình đi. Nếu mà chúng ta để chúng ta ở môi trường khác thì kẹt lắm. Thấy chưa? Chư Phật đang hiện tiền thanh tịnh thì chúng ta phải nhập trong cảnh giới hiện tiền thanh tịnh chư Phật để chúng ta sống. Và thề từ đây tới vĩnh kiếp về sau, nếu sanh ra tôi nguyện sanh trong đất Phật để sống được bình yên liền. Không có đất khác để sống, đất khác sống không quen. Chúng ta phải quyết động như vậy để mình được ở cảnh giới chư Phật. Chứ bây giờ sanh đi lung tung lang thang, nắng táp mưa sa rồi than khóc rồi đủ thứ chuyện, rồi đổ thừa thế này thế kia là tại mình không muốn sống trên mảnh đất Phật, chứ không phải là Phật không mở cửa cảnh giới để cho mình rớt. Đó, cho nên là mình vừa bất an là phải làm ơn tỉnh lại giùm, đúng không? Mình đã xa rời cảnh giới của chư Phật rồi, lẹ lẹ quay về, đừng có đi tiếp, đừng có hướng ra ngoài nữa để mình bất an tiếp. Đó, thì bây giờ đối với Đức Phật ha, ở đây cũng như là tất cả kinh điển nói nhiều lắm. Tức là nếu như bây giờ mình hướng đến Phật bằng tất cả những cái tâm thành của mình sẽ nhận được liền ngay đây thôi, ngay cái khoảnh khắc này. Nếu tất cả chúng ta đều phải nói là thể hiện trọn cái lòng tôn kính, ngưỡng mộ Đức Phật, thương quý Đức Phật bằng tất cả thâm tâm của mình, thì ngay đây tôi dám đảm bảo là tất cả chúng ta đều được bình yên. Và phải lấy đây làm cái nền bình yên cho đời sống còn lại của mình. Chúng ta phải xây dựng được một cái nền tảng bình an ngay tại đây bằng tất cả những lòng thương yêu và tôn quý Đức Phật. Không còn ý niệm thứ hai ngoài cái việc phải hướng về Đức Phật bằng tất cả những cái tâm thành và sự tôn quý. Đó, thì mình tự tạo mảnh đất bình yên cho mình trước, làm nền tảng để sống ngay tại đây. Để rồi một chút nữa chúng ta vẫn tiếp tục sống trong cái sự bình yên này. Có nghĩa là chúng ta tiếp tục sống trong cái sự an lạc thanh tịnh, sống trong cái lòng từ bi, cái sự sáng suốt trí tuệ của Đức Phật, để đời sống tiếp tục được bình yên. Và mình tin chắc rằng cái bình yên này là cái nền tảng sống để mình xây dựng cái đời sống bằng cái sự bình yên này từ đây mãi mãi về sau. Đó là người hiểu và tin Phật. Còn nếu mình không có tin được cái khoảnh khắc này, mình không nhận ra được khoảnh khắc này là lý do là mình chưa đủ lòng tôn kính với Đức Phật ngay ở khoảnh khắc này.
đúng không? Ngay giờ này mà chúng ta không có tạo lập được sự bình yên cho chính mình, có nghĩa là mình không có đủ lòng tôn quý Đức Phật. Do đó chúng ta phải gạt hết tất cả những ý niệm nào đó không có tốt, không có phù hợp trong cảnh giới thanh tịnh bình yên ngay tại đây. À, để chứ ở chỗ này chỉ là sự yên ổn, thanh tịnh, an lạc thôi, không có chuyện khác, đúng không? Và khi yên ổn, thanh tịnh, an lạc thì khi đó trí tuệ chúng ta đang tỏa sáng để thấy rõ mọi điều không lầm lẫn. Và chúng ta nên gìn giữ chỗ này làm mạng sống của mình, làm nền tảng sống của mình, xây dựng cái móng này cho chắc đi, để lúc nào chúng ta cũng đi trên mảnh đất bình an, lúc nào chúng ta cũng ngồi trên mảnh đất bình an, lúc nào chúng ta cũng ở trong ngôi nhà giác ngộ không lầm lẫn.